Việt Nam trong mùa hè top 10 địa điểm du lịch. Vietnam, the summer top 10 tourist destinations. Không phải bảng xếp hạng số thứ tự. Cùng theo dõi nhé mọi người. 4. Hội An, Quảng Nam. Hội An là một thành phố yên bình với nhiều cảnh đẹp. Địa điểm để du khách vui chơi, khám phá văn hóa dân tộc. Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam, Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, có nhiều khu phố cổ được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến nay. Phố cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút được rất nhiều khách du lịch Đà Nẵng. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây như chính nét bình dị trong tính cách tâm hồn thuần hậu, chân chất của người dân địa phương. Đường phố ở khu phố cổ được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những con phố ngắn và đẹp uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ xinh và yên bình ấy, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn thấy được một phần cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, một cuộc sống yên bình, giản dị. Những di tích tiêu biểu: Chùa Cầu, một trong những di tích lịch sử của phố cổ Hội An. Nhắc đến Hội An, du khách chắc chắn không muốn bỏ lỡ biểu tượng của Hội An, Chùa Cầu, hay còn được gọi là Chùa Nhật Bản, nằm tiếp giáp giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú, là công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu ở Hội An. Ngôi chùa này được các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại đây xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16. Nhà cổ Tấn Ký là ngôi nhà cổ vinh dự trở thành di sản cấp quốc gia và là nơi duy nhất đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Chính khách trong và ngoài nước, nhà cổ kết hợp giữa lối kiến trúc Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam với kiến trúc hình ống đặc trưng của đô thị cổ. Địa điểm này gồm hai thanh ngang chồng lên nhau, tượng trưng cho thiên nhân, và năm thanh dọc tượng trưng cho ngũ hành. Kiến trúc hài hòa của ngôi nhà nói lên mơ ước về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên tại phố Hội. Nhà cổ Quân Thắng là di sản kiến trúc phương Đông hài hòa, độc đáo. Nhà cổ Quân Thắng chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa đặc trưng của Việt Nam, tọa lạc trên con đường nổi tiếng Trần Phú, số 77 của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhà cổ Quân Thắng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 18 với chất liệu chính là gỗ. Tất cả các chi tiết trong ngôi nhà này đều được điêu khắc và chạm trổ một cách tinh tế, sang trọng dưới tay nghề của các nghệ nhân tài ba đến từ làng Mộc Kim Bồng. Với hơn 150 năm lịch sử và đã trải qua nhiều biến cố, nhà cổ Quân Thắng vẫn được bảo tồn và giữ nguyên giá trị xưa để trở thành một điểm tham quan văn hóa đặc biệt. Hội An có gì chơi? Thiên đường giải trí Vinwonderland Nam Hội An. Địa chỉ: đường Võ Chí Công, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, bến cảng Giao Thoa, đảo văn hóa dân gian, River Safari, vùng đất phiêu lưu, thế giới nước. Chùa Ông. Địa chỉ: số 24 Trần Phú, thành phố Hội An. Chùa Ông hay còn gọi là Quan Công Miếu, đây là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách biết tới. Chùa được xây dựng vào thế kỷ 17 với nét kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa cổ điển. Ghé thăm nơi đây, du khách có thể ghi lại nhiều bức hình check-in cực chất. Nhà cổ Tấn Ký. Địa chỉ: số 101 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An. Nhà cổ Tấn Ký đã có tuổi đời hơn 200 năm. Căn nhà được xây dựng từ những vật liệu truyền thống, kiến trúc chia làm nhiều gian. Mặc dù nơi đây đã có 7 thế hệ từng sinh sống, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được nét kiến trúc độc đáo kết hợp Nhật Việt Trung. Đây là một trong những địa điểm mà bạn nhất định phải ghé thăm khi đến với Hội An. Nhà cổ Phùng Hưng, hơn 200 năm tuổi. Địa chỉ: số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hội An. Nhà cổ Phùng Hưng được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Đây là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất của phố cổ Hội An, với kiến trúc kết tinh từ văn hóa Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản. Vật liệu xây nhà từ các loại gỗ quý hiếm, nên sau hơn 2 thế kỷ, nhà cổ Phùng Hưng vẫn giữ được nét đẹp vẹn nguyên như ban đầu. Chùa Cầu Hội An, linh hồn phố Hội. Địa chỉ:
đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hội An. Một trong những công trình kiến trúc kinh điển tại Hội An chính là chùa cầu Hội An mang kiến trúc độc đáo, được người Nhật Bản xây dựng vắt qua một con lạch nhỏ. Ngôi chùa nằm trên một chiếc cầu với thiết kế tinh tế, độc đáo. Toàn cầu được xây dựng bằng gỗ, trụ là các lát gạch, mái che uốn vòng họa tiết được chạm trổ tỉ mỉ, công phu. Đây là một trong những địa điểm mà bạn nhất định phải ghé thăm khi đến với Hội An. Hội quán Phúc Kiến. Địa chỉ số 46 Trần Phú, thành phố Hội An. Hội quán được xây dựng từ năm 1967 với sự mong cầu về mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào và cầu mong con cái, mang vẻ đẹp nguy nga tráng lệ với không gian rộng lớn, uy nghiêm cùng kiến trúc Trung Hoa độc đáo. Hội quán Phúc Kiến được nhiều du khách ghé tới tham quan với những bức hình lung linh. Hội quán Triều Châu. Địa chỉ số 157 Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Hội An. Hội quán Triều Châu còn gọi là chùa Âm Bổn, không chỉ là nơi mang ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh mà còn là nơi sinh hoạt, gặp gỡ của cộng đồng người Triều Châu tại Hội An. Hội quán được xây dựng vào năm 1845, thờ các vị thần đi biển, mang tâm nguyện cầu mong việc đi lại buôn bán trên biển được thuận lợi. Nhà thờ Tục Trần. Địa chỉ số 21 Lê Lợi, thành phố Hội An. Nhà thờ Tộc Trần nằm trong khu vườn diện tích 1.500m2, được xây dựng cách đây hơn 200 năm, mang phong cách giao thoa của kiến trúc Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là nơi đoàn tụ của bà con dòng họ hàng năm để hương khói tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Nhà thờ cổ Tộc Trần có không gian yên bình, tĩnh lặng giữa lòng phố cổ, trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An. Địa chỉ số 10 Bi Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, thành phố Hội An. Bảo tàng là nơi lưu giữ, chứng kiến những bước phát triển về văn hóa, lịch sử, con người của phố cổ Hội An từ thuở sơ khai cho tới ngày nay. Nơi đây trưng bày hàng trăm hiện vật bằng gốm, sứ, đồng, sắt, gỗ, giấy liên quan tới Hội An. Nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị là địa điểm được nhiều du khách yêu thích. Chợ Hội An. Địa chỉ số 19 Trần Phú, Cẩm Châu, thành phố Hội An. Nếu bạn đang tìm địa điểm vui chơi Hội An để thỏa sức sống ảo, nếm thử đặc sản thì bạn không nên bỏ qua chợ Hội An. Khác với sự yên bình, tĩnh lặng nơi trung tâm phố cổ, chợ Hội An là thiên đường ẩm thực, thu hút nhiều du khách ghé thăm nơi đây. Bạn sẽ tìm thấy vô số món ăn vặt hấp dẫn như bánh mì Hội An, cao lầu, mì Quảng. Bạn có thể thỏa sức nếm thử những món đặc sản này với chi phí du lịch Hội An tiết kiệm nhất. Bảo tàng văn hóa dân gian Hội An. Địa chỉ số 33 Nguyễn Thái Học, Minh An, thành phố Hội An. Bảo tàng văn hóa dân gian là bảo tàng chuyên đề đặc sắc nổi tiếng tại Hội An. Bảo tàng mang dáng hình của một ngôi nhà cổ 2 tầng, sàn lát gỗ, với những hình ảnh, hiện vật gốc cùng nhiều hoạt động trình diễn. Bảo tàng giới thiệu tới du khách về truyền thống văn hóa, sự đóng góp của các thế hệ cư dân địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển Hội An. Gừng dừa bảy mẫu. Địa chỉ số 33 Nguyễn Thái Học, Minh An, thành phố Hội An. Rừng dừa bảy mẫu cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3 km. Ghé thăm khu sinh thái rừng dừa bảy mẫu, du khách sẽ được trải nghiệm chèo thuyền thúng, xem múa thúng, đua thuyền, xem răng lưới bắt cá. Tờ tay làm đồ lưu niệm bằng lá dừa, đây có phải là câu trả lời lý tưởng cho câu hỏi Hội An có gì chơi của bạn? Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Địa chỉ số 149 Trần Phú, thành phố Hội An. Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, nơi có nhiều thứ để bạn khám phá. Bảo tàng này lưu giữ tới 971 hiện vật của cư dân cổ thuộc hệ văn hóa Sa Huỳnh, những người được cho là chủ nhân sơ khai của vùng đất phố Hội này. Không gian trưng bày của bảo tàng còn giúp du khách tìm hiểu thêm về lễ cưới hỏi, ma chay, tắm tụng của người Sa Huỳnh cổ. Các đảo, bãi biển đẹp ở Hội An. Biển Cửa Đại. Địa chỉ thuộc thành phố Hội An, cách khu phố cổ khoảng 5 km về phía đông. Biển Cửa Đại là nơi hội tụ của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng trước khi đổ ra biển Đông. Bãi biển này lôi cuốn du khách bởi những triền cát trắng dài bất tận, bao quanh bởi những hàng dừa cao vút. Đến biển Cửa Đại, du khách sẽ thỏa sức đắm mình vào làn nước trong xanh, phơi bình trên bãi cát tắm nắng.
cùng ngư dân ra biển đánh bắt cá, thưởng thức những món hải sản tươi ngon, cá đuối nướng sả nghệm, chip chip hấp sả, mực chiên nước mắm. Biển An Vàng. Địa chỉ: đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An. Biển An Bàng được ví như thiên đường của những tín đồ du lịch. Bãi biển này mang vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với biển Cửa Đại náo nhiệt, ồn ào. Ghé biển An Bàng, du khách sẽ được dạo bước trên bờ cát trắng mịn, thỏa thức vùng vẫy trong làn nước trong xanh. Đặc biệt, sóng biển An Bàng khá mạnh, thích hợp với những trò chơi mạo hiểm như lướt ván, nhảy sóng, cano nước. Biển Hà My. Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam. Biển Hà My Hội An ở đâu? Biển nằm trên tuyến đường ven biển Ên Ối, thành phố Đà Nẵng, với phố cổ Hội An. Nơi đây vẫn còn giữ được nguyên nét hoang sơ, trong trẻo vốn có với bờ cát trắng phau, nước biển xanh, trong cùng những hàng dương. Rặng dừa dập bóng, chẳng cần ghé những khu vui chơi Hội An, chỉ cần đến biển Hà My, nằm dài trên bãi cát tắm nắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Bạn sẽ tìm được khoảng thời gian thư thái mà không nơi nào có được. Cù Lao Chàm. Địa chỉ: thôn Bài Ông, Tân Hiệp, thành phố Hội An. Những ai đã biết đến Cù Lao Chàm chắc chắn sẽ không đặt ra câu hỏi Hội An có gì chơi, vì họ đã tự có câu trả lời cho mình. Cù Lao Chàm là hòn đảo sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp như Bãi Ông, Bãi Hương, Bãi Xếp, cùng các di tích tham quan mang dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Champa. Mỗi điểm tham quan đều mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy thú vị. Sưởng, làng nghề truyền thống nổi tiếng Hội An. Làng gốm Thanh Hà. Làng rau trà quế. Làng mộc kim bồng. Sưởng thủ công mỹ nghệ Hội An. Làng nghề làm đèn lồng Hội An. Đâu, vali lên mà đi nào mọi người ơi. Tận hưởng những chuyến tham quan du lịch cực kỳ thú vị. Nhớ like, share, comment trên kênh cho mình biết với nha. Hy vọng với những chia sẻ thú vị và hữu ích trên đây, mong bổ sung thông tin cho các bạn có một chuyến du lịch mùa hè hết sức tuyệt vời tại thành phố đầy dấu ấn này. Chúc các bạn có một mùa hè đáng nhớ. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo.